Các khách quý, quý thầy cô cùng là toàn thể các bậc phụ huynh, cùng các em học sinh ạ, chúng ta sẽ cùng bàn. Đứng ngoài nhìn là bên dưới trung tâm sân khấu để chương trình lễ tri ân và trưởng thầy của các em học sinh lớp 9 sẽ được chuẩn bị bắt đầu. Và xin được chào và kính mời các bạn học sinh ạ, chúng ta sẽ cùng bàn. Đứng ngoài nhìn của mình ạ, hướng về trung tâm sân khấu ạ, để chương trình sẽ được diễn ra. Có những loài hoa thơm đậm đà sắc trước khi bước vào chương trình chính của lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 9 niên khóa 2019-2023 trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các em chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đầu tiên để chào đón chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác mang tựa đề gọi tên Việt Nam. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thức và lắng nghe. Quê hương của tôi màu xanh biển trời, phố xa ngược xuôi thanh thang trên bước đời đời, xíu xít người xe gần xa lối về, bên ly trà thơm môi quê hương đang yêu ghê. Dưới ánh nắng lung linh kia là đồng xanh ngút ngàn, dưới góc phố dịu dàng là tiếng cười và chế thừa, dưới môi trái tim kia luôn là tình yêu vĩnh hằng, luôn vững bền, luôn sáng giòn. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, always in my heart. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, luôn trong tim mỗi người. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Beautiful Việt Nam luôn trong tim mỗi người. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Quê hương của tôi màu xanh biển trời, phố xa ngược xuôi thanh thang trên bước đời đời, xíu xít người xe gần xa lối về, bên ly trà thơm một quê hương đang yêu ghê. Dưới ánh nắng lung linh kia là đồng xanh ngút ngàn, dưới góc phố dịu dàng là tiếng cười vẫn chết thơ, dưới môi trái tim kia luôn là tình yêu vĩnh hằng, luôn vững bền, luôn sáng giòn. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, always in my heart. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, luôn trong tim mỗi người. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Beautiful Việt Nam, always in my heart. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, luôn trong tim mỗi người. Và rất mong muốn rằng ở những tràng pháo tay của các bạn ạ, chúng ta sẽ có một tay thật lớn ạ. Chúng ta khi vào video thật là tươi, thật là đẹp. Cho nên là các em tập trung hết sức. Mai ơi, lệch luôn nào, tôi vẫn luôn hát lên rằng quê hương mãi đôi tay mình. Mai này, lệch luôn nào, tôi vẫn luôn khắc ghi tim mình. Quê hương mãi đôi tay mình. Dưới ánh nắng lung linh, tiếng lá đường xanh ngút ngàn, dưới góc phố chiều xa
kiên trì vẫn chết thở. Chỉ muốn trái tim kia luôn là tình yêu bình thẳng, luôn vững bền, luôn sáng tỏ. Quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta đã cùng trở về tham dự lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 9 niên khóa 2019-2023 trong buổi chiều ngày hôm nay. Với lời nói đầu tiên, cho phép mình diễn xin gửi tới toàn thể quý vị, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh một lời kính chúc sức khỏe với lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ tri ân của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bậc phụ huynh, các thầy cô và các em học sinh thân mến, một mùa hè vui tươi và náo nhiệt nữa đã về. Mùa hè được nhận ra bởi nắng vàng rực rỡ, chói chang, bởi tiếng ve rộn rã, bởi sắc đỏ nồng nàn của hoa phượng và sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng, như nhắc nhở về những năm tháng học trò có cha mẹ yêu thương, có thầy cô ân cần dạy dỗ. Hòa trong không khí của những ngày tháng năm chào đón một mùa hè mới, hôm nay trường trung học cơ sở Liên Phương long trọng tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 9 niên khóa 2019-2023 để các em có dịp bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình, nói lên lòng biết ơn đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, công ơn dạy bảo của thầy cô giáo. Đến dự buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu cô Đoàn Thị Anh Thu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Thành Long, hội trưởng hội cha mẹ học sinh nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh khối 9, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin chào đón sự hiện diện đông đủ của 157 em học sinh khối 9 và các thầy cô giáo cũng đang về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh yêu quý, mở đầu chương trình xin trân trọng giới thiệu cô Đoàn Thị Anh Thu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng ta, ngày học sinh khối 9 tổ chức gặp mặt tri ân ông bà, cha mẹ, thầy cô, và cũng là mốc son để khẳng định một dấu ấn các em đã khôn lớn trưởng thành. Trước hết, cho phép cô thay mặt hội đồng nhà trường xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến tất cả các em học sinh lớp 9 đã hoàn thành chương trình học tập và rèn luyện ở trường trung học cơ sở Liên Phương và đang sẵn sàng chinh phục những thử thách mới. Nhớ lại những ngày đầu các em còn háo hức đến trường xem tên mình trong danh sách lớp 6 trúng tuyển, những nụ cười thật tươi, những khuôn mặt hãnh diện khi biết mình chính thức là học sinh của trường trung học cơ sở Liên Phương. Năm tháng đã qua đi, vất vả nhọc nhằn rồi cũng đến ngày hái quả. Các em đã lớn lên từng ngày, những cậu bé, cô bé ngày nào ngơ ngác cả sẽ là kỷ niệm của một thời học sinh vô tư, trong sáng và dễ thương. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất, rất mong các em gìn giữ. Các em bước vào môi trường mới, chắc chắn sẽ không gặp ít những khó khăn mà các em phải vượt qua.
không có con đường nào là bằng phẳng cả. Thử thách sẽ giúp chúng ta chín chắn và cứng cáp lên. Cô tin rằng với ý chí và nghị lực, các em sẽ chiến thắng trên con đường đi đến đích của mình. Trong cuộc sống và học tập, các em có thể gặp thất bại, nhưng tuyệt đối không được nản chí. Thất bại chính là bài học giúp ta tránh những sai lầm về sau. Các em phải biết quý trọng bản thân. Thể xác của các em có một phần của cha mẹ, tâm hồn của các em có một phần của thầy cô. Không được và không bao giờ được hủy hoại sức khỏe của mình vì bất kỳ lý do gì. Lại càng không được đổi danh dự nhân phẩm lấy những điều nhỏ nhặt tầm thường. Các em phải có niềm tin vào mọi mặt, đặc biệt là niềm tin vào bản thân thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Các em biết tôn trọng mọi người, tôn trọng pháp luật thì mới sống hài hòa trong cộng đồng. Nếu nhìn vào mặt tích cực của cuộc đời thì các em sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Chúng ta có nghị lực và sinh khí để sống. Nhưng nếu các em nhìn vào mảng tối thì thấy cuộc sống thật là bi đát và tiêu cực mà thôi. Cô mong các em nhìn thấy thật tốt của bạn bè, mặt sáng của xã hội và cuộc sống. Cuối cùng, cô muốn nói với các em rằng các em phải biết hy sinh, biết thua thì mới tận hưởng được niềm vui chiến thắng. Xin chúc tất cả các em chiến thắng trong hành trình thực hiện lý tưởng của mình, mà trước hết là đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, đó là kỳ thi vào trung học phổ thông. Cho phép cô gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, ông bà các em đã cùng sát cánh với các con trong những năm qua, đã ủng hộ nhà trường về vật chất cũng như tinh thần trong thời gian suốt 4 năm học. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh sức khỏe và có nhiều thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu cũng như lễ khai mạc của cô Đoàn Thị Anh Thu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Còn kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy cô và các em học sinh yêu quý, về dự và chung vui với buổi lễ trên ngày hôm nay, đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh đã mang theo những bó hoa tươi thắm và sự trân trọng dành tặng tới các thầy cô cũng như những tình cảm đồng hợp của cha mẹ dành tới các thầy cô giáo. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Đoàn Thị Anh Thu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu để nhận hoa và những tình cảm của các bậc phụ huynh. Và xin được trân trọng kính mời bác Nguyễn Thành Long, Hội trưởng Hội Cha Mẹ Học Sinh nhà trường sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Xin trọng hiệu và kính mời. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn cô Đoàn Thị Anh Thu. Xin được trân trọng cảm ơn bác Nguyễn Thành Long, đại diện cho Hội Cha Mẹ Học Sinh đã cùng trở lên với sân khấu để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, cơn mưa đưa mình vào tháng 6. Thời gian trôi theo tiếng thoi đưa, nghe mùa hạ buồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỷ niệm rất nhiều. Mùa thi ơi, và tháng 6 bao la. Thưa toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em thân mến, chỉ còn vài ngày nữa thôi là những cơn mưa vào mùa hạ sẽ đưa các em đến với mùa thi tháng 6 với bao kỷ niệm mở ra chân trời ước mơ. Những kỷ niệm của 4 năm tại ngôi trường thuộc cơ sở Liên Phương, các em sẽ nhớ mãi, khắc ghi vào trong sâu thẳm trái tim mình. Và chúng ta nhận ra tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc của các em dành cho các thầy cô giáo của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị, 4 năm, một quãng thời gian đánh dấu thời thanh xuân của mỗi con người chúng ta. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời em Cao Hoàng Anh, học sinh lớp 9D, đại diện cho 157 em học sinh khối 9, sẽ gửi tới các thầy cô giáo những lời tri ân sâu sắc của mình. Xin trân trọng kính mời em. Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh kính mến,
thưa các bạn học sinh thân yêu, em xin thay mặt cho các bạn học sinh khối 9 xin dâng lên các thầy cô giáo những lời chúc, những lời tri ân chân thành nhất. Em tên là Cao Hoàng Anh, học sinh lớp 9D của trường Trung học cơ sở Liên Phương. Rất vinh dự và tự hào cho chúng em hôm nay được thay mặt cho 157 bạn học sinh khối lớp 9 niên khóa 2019-2023 được nói lên những cảm xúc của mình trong buổi tri ân và trưởng thành long trọng này. Kính thưa các thầy cô đáng kính, trong suốt 4 năm không ngừng nỗ lực học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Liên Phương, chúng em thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng chúng em hiểu ra rằng mình chưa bao giờ thổ lộ tình cảm hay lòng biết ơn đối với các thầy cô. Hôm nay, nhân ngày lễ tri ân và trưởng thành, chúng em muốn nói lên những tình cảm của mình. Còn nhớ khi là cô, khi là những cô cậu học trò lớp 6 bước chân vào cánh cổng trường, ngôi trường bình dị, nhỏ bé, khiêm nhường như bao ngôi trường khác, nhưng lại chứa đựng trong đó biết bao nhiêu điều thiêng liêng, đáng quý. Trong suốt những năm học qua, được sự dìu dắt, dạy dỗ tận tụy của các thầy cô giáo, chúng em đã được học tập, rèn luyện, tu dưỡng và từng bước trưởng thành. Đã có những lúc chúng em thương oan làm thầy cô phải buồn lòng, những lúc chúng em ham chơi, chưa chịu học tập, làm thầy cô phải vất vả. Những lúc ấy, chúng em còn nhỗ nghịch, vi phạm nội quy của trường lớp, làm cho mái tóc thầy cô bạc đi. Và chúng em biết tất cả những lỗi lầm ấy đã được thầy cô uốn nắn, dạy dỗ lại bằng cả tấm lòng. Giờ đây, chúng em đã là những cô cậu học trò cuối cấp với bao khát vọng và hoài bão, chắp cánh cho những ước mơ bay cao và xa. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chúng em vẫn là hình bóng của thầy cô, của mái trường, của bạn bè bạn với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Năm lớp 9 là một năm đánh dấu mốc trưởng thành quan trọng trên con đường đời của chúng em. Để có được những thành công, tất cả đều là nhờ có công ơn của thầy cô dìu dắt và nâng đỡ. Hôm nay, trong buổi lễ tri ân này, chúng em, những học trò, những người mang ơn thầy cô, chỉ biết dành những lời cảm ơn nho nhỏ để cả bày tỏ những gì mà thầy cô đã dành cho chúng em suốt những năm học vừa qua. Chúng em cảm ơn thầy cô, những người đã cho chúng em kiến thức vững vàng để tiến bước vào đời. Cảm ơn thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai luôn chăm sóc, lo nghĩ cho những đứa con của mình. Cảm ơn thầy cô, những người luôn quan tâm, lo lắng, giúp em kiên cường đứng dậy sau những vấp ngã của cuộc đời. Có lẽ, chúng em sẽ chỉ còn được gặp nhau, được cùng nhau học tập trong vài tuần nữa thôi là sẽ phải rời xa mái trường thân yêu này. Nhưng dù thời gian có ngắn hay dài, dù mỗi người một nơi, chúng em vẫn luôn cảm nhận được trái tim thầy cô luôn chan chứa tình yêu thương. Nơi đây, hình bóng của thầy cô không bao giờ phai nhòa, tiếng thầy cô ấm áp, truyền vào từng trang vở. Chúng em thật may mắn khi được học thầy cô tại ngôi trường này. Và tận trong sâu thẳm trong trái tim, chúng em xin gửi những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp đến các thầy các cô. Chúng em cảm ơn thầy cô vì tất cả. Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt, sống thật tốt để thầy cô yên tâm và tự hào về chúng em. Cuối cùng, em xin thay mặt cho 157 bạn học sinh khối 9 niên khóa 2019-2023. Chúng em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp giáo dục của trường Trung học cơ sở Liên Phương nói riêng, cho sự nghiệp giáo dục của đất nước ta nói chung. Chúc các bạn phụ huynh luôn là tự hào về những đứa con ngoan của mình. Chúng cháu xin thay mặt cho các bạn học sinh cảm ơn các bậc phụ huynh, những người cha, người mẹ tuyệt vời luôn bên con, đồng hành, động viên cùng con trong những năm học vừa qua. Cuối cùng, chúng em có những bông hoa tươi thắm nhất tri ân tới thầy cô. Em xin kính mời cô hiệu trưởng thay mặt cho các cô giáo trong trường lên nhận hoa và xin mời các bạn lớp trưởng lên tặng hoa tri ân các thầy cô. Thời gian 4 năm, một con thời gian không quá dài, không quá ngắn, dù là những khoảnh khắc để ghi dấu những tuổi thanh xuân của các bạn. Có một trong những bài tập lâu nhiên của thầy Huy để chúc mừng.
chú giáo và nhắn nhủ với các con yêu của mình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bác Nguyễn Đức Hùng đại diện cho 100 mẹ học sinh khối 9 sẽ lên phát biểu cảm tưởng của mình và cũng huy động với các con của mình. Xin được xin động kính mời. Thầy cô trường trung học cơ sở địa phương đến thưa đại diện an cha mẹ học sinh khối lớp 9 cùng các cháu học sinh thân mến. Trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu trong mọi lĩnh vực kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay trong buổi lễ tổng kết tri ân khối lớp 9 năm học 2022-2023 trường trung học cơ sở Liên Phương, tôi rất vinh dự và xúc động được đại diện ba cha mẹ học sinh trong khối phát biểu đôi lời. Cách đây 44 năm, cũng từ mái trường cấp 2 này, thế hệ chúng tôi đã được các thầy cô dạy dỗ và trưởng thành. Những kỷ niệm đó mãi khắc sâu trong tâm trí của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng những kỷ niệm đẹp trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ mãi mãi là những kỷ niệm khó quên trong đời học sinh của các cháu trong toàn khối. Từ những năm đầu cấp 2, các cháu bước vào trường đã được các thầy cô dạy dỗ tận tình, nhất là những năm cuối cấp. Và thời gian nước rút, các thầy cô ngày đêm miệt mài bên từng trang giáo án, tìm ra những cách dạy hay và dễ hiểu nhất cho các em. Các thầy cô đã mang hết tâm huyết của mình để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức. Các thầy cô đã xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Thay mặt hội cha mẹ học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới các thầy cô trong toàn trường. Chúc các thầy cô cùng đại gia đình luôn mạnh khỏe, dìu dắt các thế hệ học sinh trưởng thành. Chúc các bậc phụ huynh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Bác chúc các cháu học sinh có một sức khỏe thật tốt, vận dụng và sáng tạo nhuần nhuyễn những kiến thức thầy cô đã truyền đạt, bình tĩnh tự tin và giành chiến thắng rực rỡ trong kỳ thi tới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin lời trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ, những lời chúc mừng, những lời tri ân của bác Nguyễn Đức Hùng đại diện cho cha mẹ học sinh khối 9 đã cùng trở lên với sân khấu. Và kính chúc toàn thể quý vị và để lưu lại những khoảnh khắc trong buổi lễ tri ân và lễ trưởng thành ngày hôm nay cho bạn học sinh khối 9. Và ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời đại diện ban giám hiệu nhà trường cùng đại diện các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô của nhà trường, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân khấu để chúng ta sẽ cùng chụp lại những bức ảnh kỷ niệm trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Người đảm nhiệm cầm bóng ạ. Và
Bốn bạn còn lại sẽ có nhiệm vụ là thổi và buộc bóng ạ. Vâng ạ, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Phân chia rõ ràng chưa? Và các em ạ, đứng sát vào đây một chút ạ. Đứng sát vào đây. Và các em tiệc phụ ra rồi, được chưa? Rồi, em đứng sát vào đây, được chưa? Sẽ bỏ ra như vậy ạ. Không, em sẽ quay mặt hướng về phía trước ạ. Rồi, còn bạn sẽ có nhiệm vụ cầm bóng nhá. Thổi bóng này. Chưa ai chưa hướng dẫn. Yêu cầu các bạn phải thổi to, được chưa? Chúng ta sẽ thổi các quả bóng này lên và làm cách nào chúng ta buộc lại, được chưa? Và sẽ đưa cho bạn cùng lớp của mình sẽ giữ lại quả bóng đó. Mỗi một quả bóng sẽ được tính là một điểm. Nếu mà chúng ta làm rơi thì quả bóng đó không được công nhận. Các bạn đã chú ý chưa? Vâng ạ, rồi. Bây giờ như thế này, anh sẽ đổ hết bóng vào đây ạ. Rồi, được chưa? Đổ hết bóng vào đây. Được chưa? Trong vòng 2 phút ạ, các bạn sẽ cố gắng thổi thật nhiều thật tốt nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và các bạn đứng ra một chút ạ. Các bạn không được quay lưng về phía dưới ạ. Đứng lên bạn, được chưa? Rồi, đứng lùi lại một chút ạ. Nhìn thấy tay của các bạn thôi ạ. Hãy cổ vũ từ lớn trước mình nào. Lớn chín lên nào. Rồi, một tay lớn các bạn ơi.
3, 4, 5, 6, 7, ui còn 2 quả trong này nữa, 8, 12, 9, em đến rồi, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 quả. 16 quả. Rồi lớp 9C đó ạ. Rồi lớp 9C. 1, 2, 3, 4 quả này hơi bé. Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Lớp 9D là 2 gót đúng không ạ? Bây giờ lớp 9D đúng không ạ? Lớp này thua rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 quả. Có lẽ rằng là giải thưởng phải chia đôi rồi. Bây giờ nha, nếu mà có cùng kết quả thì có lẽ rằng để tìm ra một giải nhất thôi. Thôi chị ơi. Vâng, muốn còn các bạn lớp Sina như thế nào ạ? Vâng, bây giờ như thế này ạ. Có lẽ rằng bây giờ chúng ta phải tính đến giải chung kết. Xin mời 5 bạn của hai lớp chúng ta lại vào vị trí ạ. Đây là giải chung kết rồi đấy ạ. Sẵn sàng chưa? Bây giờ như thế này ạ, sẽ có một nhiệm vụ cho các bạn. Chúng ta sẽ đứng ở phía dưới ạ. Rồi, các bạn đứng bên này. Được chưa? Đây, anh sẽ lấy vạch xuất phát cho các bạn luôn. Các bạn đứng vui như thế này. Không, rồi, chúng ta có bình tĩnh, anh sẽ hướng dẫn cái phần dụng kết này. Chúng ta phải liên nhớ rằng ạ, vạch đây ạ, cái vạch xuất phát nó sẽ ở dưới nét này nhá, được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ mong muốn rằng là trò chơi chung kết này, chúng ta không phải chuẩn bị tư thế làm gì cả, chúng ta phải bình tĩnh thì mới giữ được bóng cái này. Bây giờ sẽ là trò chơi toàn cầu vô bóng, được chưa? Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ rằng một bạn của mỗi đội này sẽ chạy lên lấy một quả bóng này mang về đưa vào lưng. Một bạn sau nữa sẽ phải có trách nhiệm giữ bóng bằng lưng, không được dùng bàn tay hay bằng bất cứ điều gì khác. Thấy chưa? Đi lên tiếp theo để lấy quả bóng tiếp theo, được chưa? Nếu bóng rơi là phải quay lại, được chưa? Rồi, các bạn hiểu chưa? Các bạn ra đây hiểu rồi chưa? Nếu mà quả bóng bị rơi thì các bạn sẽ phải quay về vật vạch đích số 3, được chưa? Mà trong vòng thành một đoàn tàu hả? Vâng ạ, đúng rồi, thành một đoàn tàu. Mình chỉ cần 4 quả thôi, nhưng mà đội nào làm nhanh thì đội sẽ chiến thắng, được chưa? Rồi, được rồi. Các em hiểu chưa? Các em đã hiểu được chưa? Các bạn có chị Lê đã hiểu chưa? Bây giờ làm thử nhá. Rồi, anh sẽ là người đầu tiên lấy bóng này, được chưa? Bóng ở vị trí đây, sẽ lên lấy bóng. Chạy về vị trí, được chưa? Đường sau, rồi, bạn phía sau sẽ dùng ngực để giữ bóng, đi lên, được chưa? Được chưa? Đi lên, nếu bóng rơi sẽ phải quay lại. Nào đi lên, rồi cứ đi lên, rồi. Được chưa? Rồi, nào đi tiếp, được chưa?
không nhìn bạn rồi, đi tiếp, đi tiếp đây, rồi được chưa, lấy bóng rơi phải quay lại đấy, được chưa, đấy rơi là phải quay lại rồi, được chưa, quay lại, người này sẽ có nhiệm vụ lấy bóng tiếp theo và mang về đi di chuyển về vị trí, được chưa, bạn tiếp theo sẽ lối sau, được chưa, đội nào hoàn thành nhanh nhất đội đấy sẽ là người chiến thắng. Các bạn chị đã hiểu chưa? Không được dùng tay chứ không? Rồi, ý kiến đã đi rồi cũng được, không vấn đề gì cả. Miễn làm sao mình không được rơi bóng và không được dùng tay để giữ bóng. Nào, cố lên. Cố lên ạ. Cổ vũ thật lớn đi. Được chưa? Cố lên. Rồi, tiếp theo. Các bạn, chị đen phải lùi lại để vạch đích nhá. Được chưa? Cố lên nào. Rồi, chị đen rơi rồi. Nào, cố lên. Tiếp tục bạn lên về để rồi này. Các bạn chắc lên lấy bóng. Đúng chưa? Các bạn, Chí Lê đã là những người giành chiến thắng rồi. Xin được chúc mừng lớp Chí Lê ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Để chúc mừng cho các bạn lớp Chí Lê. Và xin mời đại diện nam bạn của lớp Chí Lê sẽ cùng trở lại với sân khấu ạ. Xin mời đại diện của nam bạn ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn lớp Chí Lê ạ. Vâng, và xin mời cô giáo chủ nhiệm cùng các em chúng ta sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, kính chúc tất cả quý vị ạ, một phần quà đã dành tặng cho một tập thể rồi. Và lúc này ạ, chúng ta có một phần quà nữa cũng hết sức là giá trị ạ. Như mình tiến đã nói với các toàn thể các cặp quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em, phần quà của ban giám hiệu đã chuẩn bị dưới 1 tỷ và lớn hơn 50.000, còn có một phần quà nữa. Và xin mời đại diện tiếp theo của bốn lớp, bốn bạn sẽ bốn lớp sẽ lấy người bạn sẽ cùng trở lên với sân khấu. Các bạn phải hiểu rằng như này ạ, trò chơi này anh sẽ đạp gió thổi gì anh yêu cầu là bốn bạn nam một bạn nữ đứng vào một nhóm, ví dụ ấy các bạn phải chạy vào bên cạnh một nhóm, nếu một nhóm nào ví dụ như có bạn nam một bạn nữ nhóm mới bị loại, được chưa, theo yêu cầu của anh, được chưa, chưa. Nào, cái này sẽ là chọn ra một bạn hoặc một nhóm bạn sẽ giành giải nhất, được chưa? Cái này sẽ mang tính chất đoàn kết hơn, chúng ta sẽ làm một tập thể của bốn lớp là một tập thể, được chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe yêu anh, chúng ta sẵn chưa? Chúng ta đang thống nhất, chúng ta rất là thống nhất. Xin mời những cánh tay của bạn chúng ta sẽ ra được ca đã. Tay đâu Gió thổi Nam bạn nữ đứng vào một nhóm. Đấy là chúng ta mới chỉ nhát một chút thôi. Được chưa? Chúng ta hiểu chưa? Thì tại sao anh phải đến là 5 nam đứng vào một nhóm chẳng hạn, hoặc là 5 nam đứng một nhóm, 5 nữ đứng một nhóm để các em mới vào vị trí, đúng không? Đấy, chúng ta mới chỉ là nhát thôi. Được chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Tay đâu?
có tuổi, có thời. 50 nam một nhóm, 50 nữ một nhóm. Các bạn nam nào thì đứng trước bạn nữ thôi. Đâu nhóm đâu, đây đứng một hàng rồi chứ. Được chưa? Thôi, được chưa? Các bạn phải cầm tay nhau nhá. Các bạn cầm tay nhau và khoác tay nhau chưa? Rồi, ok rồi, đứng nguyên, rồi. Được chưa? Rồi ạ. Rồi, xin mời các bạn sẽ thả lỏng ra. Tay đâu? Giơ tay cao lên, gió thổi. Sáu bạn nam, một bạn nữ. Có 10 bạn, đây là có lớp A này.
một bạn lớp B, hai bạn lớp B, một bạn lớp C và ba bạn lớp D đúng không? Rồi, xin mời các bạn chú ý này. Tay đâu, tay đâu. Gió thổi, gió thổi. Năm bạn nam, ba bạn nữ. Bây giờ là các bạn nữ sẽ lên ngôi như này. Còn một bạn nữ duy nhất thôi. Tay đâu, tay đâu. Gió thổi, gió thổi. Hai bạn còn nhóm. Bên anh, người em đã ước mơ.